Kính chào quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Viện chống gian lận thương mại và hàng giả, Viện Kinh tế và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Bảo Ngọc Sài Gòn tổ chức chương trình kinh tế chuyển đổi số. Đầu tiên là tọa đàm với chủ đề Nhân hiệu, thương hiệu thời hội nhập, mang lại nhiều kiến thức trong việc xây dựng nhân hiệu, thương hiệu cho cá nhân, doanh nghiệp. Tiếp theo là lễ ra mắt của thương hiệu sữa hạt Osuha với phần trình bày của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Danh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh, và phần giới thiệu ứng dụng quản trị nguồn nhân lực với công nghệ AI đến từ ông Trần Viết Quân, nhà sáng lập công ty cổ phần Tanka, đơn vị đang sở hữu nhiều công nghệ ứng dụng AI được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Chương trình cũng đã vinh danh các thương hiệu mạnh ASEAN, bàn tay vàng và tài năng trẻ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Cũng tại chương trình đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa các đơn vị đại diện ban tổ chức cùng các doanh nghiệp, đại lý và nhà phân phối trên toàn quốc.